Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Jurassic World Công Viên Khủng Long. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ để phải làm trong ngày hôm nay. Có rất là nhiều cái nhiệm vụ nhá để ra được những con Legendary mà. Và chúng ta sẽ tiếp tục đang up thêm một con hệ ăn cỏ nữa đây, một con Pachycephalosaurus, một con này, cho có hai con rồi, mình cần khoảng 8 con thì mới đủ chúng ta kết hợp lên được. Ở đây thì mình đang kết hợp con chim nhá, hai con chim với nhau này, con Desun gì đấy, xong rồi và nó sẽ lên được level 30 ngay bây giờ, đó, tiến hóa lên nào, Desun Gatristerus. Ở đây nó sẽ có một số con nữa để cho nó cho lên cấp 10 trước này. À, trên cấp 20 trước đi. Chúng ta cần hai con cấp 30 thì nó mới tiến hóa được lên thành một con cấp 40 được. Tiếp tục ở đây sẽ là gọi là cho sẽ up thêm một số con nữa trong này. Mình sẽ up con gì đây? Vẫn là con hệ hệ lá và nó là cái con hệ ray anh em. Toàn bộ này, herbivorous này. Hệ ray à? Đây. Pachycephalophus gì đó. Đấy. Và thôi, chúng ta ở bên này thì nó đang đang làm nhá, bên kia cũng đang sinh sản, đang ấp trứng các kiểu. Nào, bây giờ ta sẽ vào đâu tiếp tục nhỉ? Chúng ta sẽ lấy vàng đã này, xong tính sau. Rất là nhiều thứ luôn, phải làm ngay bây giờ. Đó, lấy hết vàng luôn anh em ơi. Dưới này nữa, chúng ta sẽ lấy luôn tất cả vàng đi. Có thể thì cứ lấy hết vàng luôn đi. Trên này thì sao nhỉ? Thức ăn này để hoàn thành xong cái nhiệm vụ và chúng ta sẽ kiếm thêm được $20 nữa. Với cho thú ăn là sẽ được tổng cộng là $50. À $40 chứ. Mỗi cái là 20 mà. Chúng ta sẽ được tổng cộng là tất cả đấy. Mỗi ngày là được $40 miễn phí. Tiết kiệm thì sẽ được khá là nhiều tiền để có thể là skip nhiệm vụ hoặc là hồi sinh khủng long. Đúng không? Hơn $1,000 thoải mái. Rồi, chúng ta sẽ mở web free ra này. Bên này thì nó không có giá trị gì lắm nên mình không cần lắm. Labyrinthosaurus này, 15 điểm GW các kiểu đây, 9k6 này. Chúng ta sẽ sang bên mission nha. Mission ở đây. Và lấy thêm AP, điểm kinh nghiệm các kiểu. SDNA này, lấy hết luôn. Đó, rồi, đã xong nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua với cái phần nào nhỉ? À mình sẽ lấy đô la đấy chứ. Chưa lấy đô la. Mình sẽ cho 5 con khủng long ăn luôn đi á, xong rồi mình cho 2 con ăn rồi đúng không? Bây giờ thì sẽ là 3 con còn lại sẽ được ăn lên này. Bên này sẽ có 2 con. Một ăn một miếng thôi. Còn lại cũng thế. Desun này, 2 con. 4 con rồi. Và đây sẽ là con thứ 5. Con này tiến hóa lên đẹp không nhỉ? Mình chưa có luôn. Đây. Đa dạng tiến hóa của nó và hybrid được với một con Nasutoceratops để tạo ra một con ray là Pachyceratops. Ok. Rất nhiều thứ cần phải làm nhá. Đô la. Lấy hết rồi đấy. Hết nhiệm vụ rồi. SDNA này. Lấy thêm SDNA ở đây nữa. Rồi, chúng ta sẽ ăn butter thôi. Đấy, hôm nay hôm qua mình đã đánh trước một số trận rồi anh em ạ. Legendary Romber Margaret. À, anh em đợi mình một chút đã. Để mình đăng cái video về liên quân đấy đã để cho anh em xem đã. Xong rồi lại phải vào làm cái này. Legendary nhân 2. Ôi chết rồi. Quên không đánh cái này rồi anh em. Thôi đánh này trước đi. Cái này cũng rất là khó. Rất là khó chơi nha. Ba con hệ ăn thịt level 40. Mình sẽ chọn ba con hệ nước như thế này. May là mình có rất là nhiều hệ nước khỏe. Khá ổn trong này nha. Now Trina, Tyrannosaurus Rex. Con này nó hai phát quật là mình sẽ chết rồi. Nó sẽ cần phải đợi nó hai lần này. Nó không tấn công à? Chết rồi. Cho hy sinh một con đi. Biết ngay mà. Nó sẽ dùng 4 lần luôn này. Thế nhở? Chết ngay luôn anh em ạ. Không kịp làm gì luôn. Bây giờ thì nó sẽ chết. 1, 2 và 3. Đấy, bây giờ phát sau thì nó cũng sẽ chỉ có 3 lần thôi. Và đây như thế này. Cố lên nào anh em. Nó chỉ có 3 lần thôi anh em ạ. Không có nhiều hơn đâu.
Tyrannosaurus sẽ là 3 lần đây. Nó tấn công kiểu gì nhỉ? Xem nào. Tấn công 3 lần luôn. Yes. Đoán rồi mà, cho đoán được trước là nó sẽ tấn công kiểu đấy. 1, 2 và 3. Thủ 2 lần này. Để giành chứ không phải để thủ nhá. Đấy là để giành. Còn cuối cùng của nó này, nó sẽ dùng 4 lần. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ giết được nó ngay bây giờ. Cái này khá là dễ dàng thôi. Đây rồi, 6 này anh em. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu mới cho thoát được chứ? Không có cơ hội để thoát luôn. Trận đầu tiên trong cái này. Ok, chúng ta sẽ sang vào cái trận thứ hai ngay bây giờ luôn đi. Ồ, được luôn này anh em ạ. Chúng ta sẽ được luôn một gói patch của hệ nước này. Không biết là trong này nó sẽ có cái gì, rất là hồi hộp luôn. Thử xem nào. Mở ra này anh em. Trong này sẽ có gì đây? Đô la, một con C thì phải. Super Ray. Ai chà, Dolly Chorichus. Cũng rất là tốt, mình chưa có con này. Khá là ngon. GFW 325 điểm là chúng ta sắp đủ đấy. Sắp đủ để mở thêm một con khủng long xịn đấy nha. Cái Crash Titan thì mình được chơi rồi này. Yes. Một tháng nữa nó mới bắt đầu. Một tháng nữa mới kết thúc. Chúng ta sẽ có cơ hội lấy được con Legendary, đó chính là con cá mập. Cá mập này chưa có này. Tôi chưa có này luôn đấy. Rồi, bây giờ cái trận này đáng lẽ là hôm qua là chúng ta phải đánh thêm một trận nữa. Hơi quên. Không sao. Bây giờ sẽ làm con hệ lá thật khỏe. Em có thể cân được nó nhỉ. Hệ lá này là được rồi. Rồi, và chúng ta sẽ cần thêm một con hệ chim nữa. Pterodactylus. Đấy, như thế này. Hy vọng là đánh được. Rất mong là chúng ta sẽ đánh được con này. Dimorphodon 289 đam và 1514 máu. Dino Swap rồi. Nó có tấn công không nhỉ? Không tấn công. Không tấn công thì mình sẽ đổi con này. Nó có bao nhiêu đam? Nó cũng không tấn công. Rất tỉnh. Nếu tấn công 2 lần là mình tèo đời nha anh em. Tấn công có 1 lần thôi và ok. Nó sẽ còn một trường duyên 1 lần nữa thôi. Để ra tấn công thôi. Đơn giản rồi anh em. Nó còn duyên 1 lần nữa. 1, 2, 3 và 4 này. Xong luôn. Ồ, nó không thủ anh em ạ. Cũng khó đấy. Không phải dễ dàng một chút nào cả. Ichito Tega 4 lần. Chết tiệt rồi. Vẫn còn 2 lần nữa. Ok, thì chúng ta thoải mái đam đi. Tại vì mình đam nó sẽ gần 800 đam cơ. Wow. Chạy đi đâu được. Không có cơ hội luôn. Yes, quá hay. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời đấy. Ngon nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục lấy thêm được ADN nữa ở đây này. Đấy. Một trận nữa là Legendary. Sẽ phải nhân 3. Có nghĩa 3 Legendary đấy. Chúng ta cần 2 con hệ nước và 1 con hệ lá là xong. Hai con hệ nước cực khỏe nha. Thì mình ăn được bọn này. Ichito Tega này. Và con Mastodon này. Và một con hệ lá. Chết rồi. Hệ lá và hệ lá như này thì mình ăn được. Và một con hệ nước. Nó vẫn khắc hệ chúng ta đấy. Căng rồi nha. Khá là căng thẳng. Chúng ta phải hạ được bọn này. Phải hạ được hai con ăn thịt của nó đi. Con này sẽ được tăng công lên nhé. Không biết là công nó sẽ lên được bao nhiêu nữa. Chết. Có khi nào mình chết không? Ui may nhá. Nó chỉ có tầm 900 thôi. 900 máu thôi. À 900 đam thôi. Ây chà. Ây da. Như vậy là nó sẽ hết thủ rồi. Nó tầm 1900. Wow. 1980 máu. Trận này khó thế à? Trận này quá khó. Phải nói quá khó. Rajatega. Như vậy nó hết lần rồi nha anh em. Không cần phải lo lắng đâu. Nó hết lần đấy nha. Rồi chúng ta sẽ đánh theo kiểu gì đây? 1, 2, 3. Và hy sinh con này luôn. Hy sinh thì điều chắc chắn. 2500. Eldimorphodon 929 này. Vào đây. Chiến đấu luôn. Rồi chắc chắn là mình sẽ chết rồi anh em. Làm sao mình có thể đỡ được. Bây giờ mình sẽ giết nó thôi. Nó có 3 lần đúng không? Nó dùng có 2. Như vậy là nó sẽ còn 1 lần nữa. 1 lần thủ. Cho những gì còn lại. 1 lần thủ 2 3 là 1, 2, 4 này.
Apatosaurus, trận này mình thắng rồi anh em ạ. Chắc chắn nó sẽ thắng luôn đấy. Có 5 lần. Đấy, dùng 4 lần. Dùng 4 lần thì chúng ta sẽ sử dụng con này dồn đam thôi. Mastodonsaurus chúng ta cực kìa khỏe luôn. 5 này. Full lực luôn. Chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? 5k4. Không có cơ hội để chạy thoát được chứ. Chết luôn. Bó tay luôn. Một Legendary Rumble, một gói patch vàng. Wow. Khung vàng. Ui sợ Unisaurus vậy ta. Mình cứ tưởng nó sẽ là cái gì đó rất là đặc biệt cơ, nhưng cuối cùng không phải. Cuối cùng là không phải nhé anh em. Rồi, chúng ta sẽ còn Micro SDNA nữa ở đây. Bên này cũng sẽ rất là khỏe, rất là khó chơi, có 2 trận thôi. Sẽ cần 2 con ăn thịt. 2 con ăn thịt. 2 con ăn thịt thật khỏe. Đây, như thế này được rồi. Và một con hệ nước Amphibian của chúng ta. Bây giờ sẽ hồi sinh cho con gì đây? Chưa biết sẽ hồi sinh cho con gì bây giờ. Toàn 71, 62 đô thôi. Như thế này thì khó chơi quá nhỉ. Hoặc có lẽ sẽ hồi sinh thì lấy thêm một số cái SDN. Ừ, mình có 1800 đô cơ. Wow. Ai chà. Cũng hơi khó chơi đấy, tại vì Unisaurus của nó là 183 đam và 1172 máu. Tấn công hay phòng thủ đây? Ok. Nó không có gì giết được mình đâu, cứ bình tĩnh. Cần đánh những hai trận này thôi là chúng ta xong cái trận này rồi. Dinosaurus. Đổi rồng, à đổi khủng long, có một lần nữa đúng không? Nó sẽ có một lần thủ. Có lẽ sẽ thủ, hoặc có lẽ là không. Theo như mình nghĩ sẽ là không. À, thủ thật ạ. Thủ thì nó sẽ chết thôi, nhanh thôi. Đổi thì nó sẽ duy nhất là một lần đánh nha. Tấn công luôn. Không cần thủ luôn. Như vậy là hết lần đấy anh em ạ. Bây giờ là giết thôi. Giết nó nào. 500. 500 đam thì chắc khoảng 3 lần là sẽ giết được chết nó rồi. 2k1 này. Xong ngay. Rồi, Sutramimus sẽ có 3 lần. Và nó tấn công mấy lần đây? Tấn công cả 3 lần luôn. Nó sao chết được mình? Còn 28 máu này. Trận này thắng rồi. Phát sau dùng cái con Indominus là được rồi anh em. 1, 2. Rồi, 1, 2 lần là giết rồi. Nó có 1k3 máu thôi. 1359 máu. 1458 máu. Wow. Sunosaurus. Tấn công kiểu gì đây? 4 lần. Ok, lắc đầu. Rất chất lượng. Giờ sẽ xun full lực anh em. Đơn giản mà lại hiệu quả. Dĩ nhiên rồi, cho tấn công luôn thôi. Đấy, trận thắng đầu tiên nha. Trong cái này khá là khó khăn và vất vả. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang trận thứ hai, cũng là trận cuối cùng. Cái này để có thể lấy được cái Micro DNA này. Ok, ui, hai con này chết rồi. Chưa phải chọn ba con hệ chim rồi anh em. Heavy Forest này, à không phải. Heavy Forest cũng được tăng cơ. Nó sẽ bị giảm đam đi đấy. Pterosaurus chỉ còn có ba con này thôi anh em. Không biết là liệu rằng có ăn nổi không nữa. Sacranathus gì đấy. Khó chơi, thật rất khó chơi nha. Nó là 1394, này thì không vấn đề gì cả. Nó bị yếu đi mà. Ok. Rồi, chúng ta sẽ chiến đấu với nó luôn. Nó để giành lượt đúng không? Con này chắc chắn để giành rồi. Nào. Nó chỉ có 2 lần thôi. Ok, xem nào anh em ơi, tấn công kiểu gì đây? Chúng có 6 lần này. 6 lần. 6 lần tấn công kiểu gì đây? Nó không tấn công mình luôn đấy. Rồi. Mình quên mất là không để ý xem bao nhiêu lần đánh rồi. Trời, nhìn nhầm luôn anh em ạ. 1 2 3 4 5. Hình như thủ 2 vậy. Đấy. May quá, vẫn chuẩn, vẫn chuẩn xác. Đòn này vẫn chuẩn, mắc chuẩn luôn đấy. Một con đã xạ rồi. Con này thì cũng sẽ dễ thôi. 2 này. Ây chà, để trận cuối đúng không? Đơn giản.
4 lần à, 5 lần à. Không ngờ cái trận này dễ thế. Dùng đến 3 con chim bay mà không cần thiết lắm nhỉ. Đàm nó rất là to này, 341, 342 khi bị khắc hệ nhá. Còn 342 đam. Một cái patch Margaret DNA, cái này là patch đỏ rồi. Các DNA đỏ rồi. Không có gì nhiều. Rồi ok thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Jurassic World, công viên khủng long. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.